Và trước tiên, mình sẽ vào chế độ thứ nhất là chế độ tự reset. Chúng ta sẽ học lệnh bằng cách nhấn nút nhấn ở trên mặt một lần. Khi đèn sáng lên như thế này, chúng ta sẽ nhấn giữ một phím bất kỳ ở trên remote. Chúng ta sẽ giữ trong khoảng 1 hoặc 2 giây như vừa rồi. Và chỉ cần nhấn một nút như vậy là mặt của chúng ta đã có thể học lệnh tất cả 4 nút ở trên remote nha các bạn. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh review sản phẩm của điện tử DT. Và video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một mạch thu RF 4 kênh học lệnh GG43A KD9 âm 15433 MHz. Mạch sẽ có chức năng đó chính là thu nhận tín hiệu RF từ các remote hoặc là thiết bị kích có cùng tần số RF với mạch. Ở đây thì mạch KD9 này sẽ hỗ trợ hai tần số đang thông dụng ở trên thị trường là 315 và 433 MHz. Với 4 ngõ ra là 4 kênh riêng biệt từ D0 cho đến D3. Mạch sẽ cho phép điều khiển đồng thời nhiều thiết bị khác nhau. Với các chân tín hiệu này thì mỗi khi được kích thì nó sẽ được kích lên ở mức cao là 5V. Và các bạn có thể sử dụng tín hiệu kích này để kết hợp với các modem relay, Arduino hoặc là vi điều khiển v.v. để có thể điều khiển từ xa nhiều loại thiết bị khác nhau. Và mạch của chúng ta sẽ hoạt động với nguồn điện áp là từ 3 đến 5V DC. Nguồn điện áp sẽ được cấp vào qua hai chân, gain D và VCC có trên mạch. Với gain D là chân âm và VCC đó chính là chân dương. Ngoài ra trên mạch sẽ còn có các chân khác như là chân với chân LK với chức năng tương đương như là một nút nhấn. Chân BD và gain D phía bên dưới thì chúng ta sẽ nối lại với nhau như thế này để mạch có thể hoạt động. Trên mạch sẽ có một nút nhấn để có thể tùy chọn các chế độ cũng như là reset mạch. Phía bên dưới sẽ là một đèn LED để báo hiệu trạng thái. Và để test các chức năng của mạch thì mình sẽ sử dụng một bộ kit như thế này. Bộ kit này sẽ có chức năng đó chính là cấp nguồn cho mạch của mình hoạt động, đồng thời sẽ hiển thị các tín hiệu ở các chân kích mỗi khi chúng ta nhấn remote qua các đèn LED ở ngay đây. Bây giờ mình sẽ cắm mạch KD9 vào các chân có trên bộ kit. Và ở mạch KD9 này thì sẽ có 7 chế độ. Bây giờ chúng ta sẽ vào chế độ thứ nhất. Và mình sẽ cho mạch học lệnh từ một remote 4 nút như thế này. Remote này sẽ có tần số là 315 nha các bạn. Và mạch mình đang sử dụng để test cho các bạn cũng là tần số 315. Mạch và remote phải cùng tần số với nhau thì mới có thể học lệnh được nha. Và trước tiên, mình sẽ vào chế độ thứ nhất là chế độ tự reset. Chúng ta sẽ học lệnh bằng cách nhấn nút nhấn ở trên mạch một lần. Khi đèn sáng lên như thế này, chúng ta sẽ nhấn giữ một phím bất kỳ ở trên remote. Chúng ta sẽ giữ trong khoảng 1 hoặc 2 giây như vừa rồi. Và chỉ cần nhấn một nút như vậy là mạch của chúng ta đã có thể học lệnh tất cả 4 nút ở trên remote nha các bạn. Và chế độ tự reset này thì khi chúng ta nhấn một nút bất kỳ ở trên remote. Với chế độ này thì khi mình nhấn giữ nút A thì chân D0 sẽ được kích lên ở mức cao, đồng thời sẽ làm sáng đèn LED. Và khi chúng ta nhả nút A ra thì chân D0 sẽ trở về lại mức thấp và đèn LED lúc này sẽ không sáng. Tương tự với các nút, khi chúng ta nhấn giữ nút B thì chân D1 sẽ được kích ở mức cao làm cho đèn LED tương ứng sẽ sáng, và thả ra thì chân kích sẽ được trở về mức thấp. Chân C và chân D cũng tương tự như vậy. Và đó chính là chế độ thứ nhất, chế độ tự reset. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến chế độ thứ hai, chính là chế độ tự giữ. Và để chuyển sang chế độ thứ hai thì chúng ta sẽ nhấn liên tục nút nhấn 2 lần. Khi đèn chớp 2 lần và sáng như thế này thì chúng ta nhấn giữ một nút ở trên remote để học lệnh. Chế độ tự giữ này thì sẽ còn được gọi là chế độ on off một nút. Và chế độ này thì khi chúng ta nhấn nút nhấn một lần thì đèn LED sẽ on sáng lên và chân kích tương ứng sẽ được kích lên ở mức cao. Nhấn lại nút nhấn thêm một lần nữa thì đèn LED của chúng ta sẽ off. Lúc này chân kích của chúng ta sẽ ở trạng thái kích mức thấp. Tương tự với nút B thì chân D1 sẽ được kích lên ở trạng thái cao. Và chúng ta nhấn một lần nữa
thì chân D1 sẽ trở về trạng thái kích mức thấp tương tự như vậy. Và đây chính là chế độ thứ hai, chế độ tự giữ, hay còn gọi là chế độ on off một nút. Tiếp theo sẽ là chế độ thứ ba, đó chính là chế độ chuyển tiếp. Và để học lại thì chúng ta sẽ nhấn nút nhấn 3 lần. Và nhấn giữ một phím ở trên remote để học lại. Và ở chế độ này thì khi chúng ta nhấn một phím bất kỳ thì chân kích tương ứng với nút đó sẽ được kích lên ở mức cao và các chân còn lại sẽ ở mức thấp. Tương tự như vậy khi chúng ta nhấn những nút khác, ví dụ như là chân C, thì lúc này chân D2 sẽ được kích ở mức cao và các chân còn lại sẽ ở mức thấp. Chân D cũng tương tự như vậy. Kế đến sẽ là chế độ thứ tư. Chúng ta sẽ nhấn liên tiếp 4 lần và nhấn một phím bất kỳ trên remote để học lại. Chế độ thứ tư này sẽ là chế độ A và C tự reset và BD sẽ là tự giữ. Chế độ này thì nó sẽ là một sự kết hợp giữa chế độ 1 và chế độ 2 lại với nhau. Khi mà chúng ta nhấn nút A thì chân kích sẽ được kích lên ở mức cao và khi chúng ta nhả ra thì chân kích sẽ trở về mức thấp, nút C cũng tương tự như vậy. Nhưng đối với nút B và nút D thì khi chúng ta nhấn một lần thì chân kích sẽ được kích lên ở mức cao và ở trạng thái on và nhấn lại một lần nữa thì sẽ trở về mức thấp là trạng thái off. Tương tự với chân D cũng như vậy. Tiếp theo là chế độ thứ 5, chúng ta sẽ nhấn 5 lần vào nút nhấn. Sau đó nhấn giữ một nút. Ở chế độ này thì nút A và nút C sẽ là hai nút chuyển tiếp và nút B và nút D sẽ là hai nút tự reset. Khi chúng ta nhấn vào nút A thì chân kích D0 sẽ ở mức cao và các chân còn lại sẽ ở mức thấp. Nhấn vào C thì chân kích D2 sẽ ở mức cao và các chân còn lại sẽ ở mức thấp. Nút B khi chúng ta nhấn giữ thì chân kích sẽ được kích lên ở mức cao và thả ra thì sẽ ở mức thấp. Chân D cũng tương tự như vậy. Kế đến là chế độ thứ 6, chúng ta sẽ nhấn 6 lần liên tiếp. Ở chế độ này thì A và C sẽ là chế độ chuyển tiếp và B, D sẽ là chế độ tự giữ. Cuối cùng là chế độ thứ 7. Ở chế độ này thì AC sẽ chuyển tiếp và BD sẽ chuyển tiếp nha các bạn. Khi chúng ta nhấn nút A thì nút C sẽ ở mức thấp và khi chúng ta nhấn nút C thì chân kích A sẽ ở mức thấp. BD cũng tương tự như vậy. Khi chúng ta nhấn nút B thì chân kích B sẽ ở mức cao và chân D sẽ ở mức thấp. Và nhấn D thì sẽ ngược lại. Và đó chính là 7 chế độ của mạch KD9. Và để reset mạch trở về trạng thái ban đầu thì chúng ta sẽ nhấn liên tiếp 8 lần trên nút nhấn.
Chúng ta nhấn nút này thì mạch sẽ trở về trạng thái ban đầu và xóa hết các lệnh cũ mà chúng ta đã học nha. Và đó chính là các chế độ mà mạch KD9 mang lại, với 7 chế độ và 1 chế độ reset. Với các chế độ này thì các bạn có thể kết hợp với các modem relay hoặc là vi điều khiển Arduino để có thể điều khiển từ xa các thiết bị một cách dễ dàng nhất. Còn bây giờ nếu các bạn muốn đặt mua sản phẩm thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấp vào đó để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh của Điện tử DT, những bộ nút thông báo để nhận được những video mới nhất trong mình. Xin chào và hẹn gặp lại.